Đây bác cho 10.000 đi học nhá, đi mua cái gì ăn sáng nhá. Rồi, cảm ơn bác Du, anh chào em đi học nhá. Em ở nhà ngoan nhá. Úi, trời ơi. Đói. Ôi rồi rồi rồi, anh Mạnh cầm thang rồi. Ra nó tiếng lên đây rồi. Bùm. Mày ơi. Dạ. Rồi, chuẩn bị sách bút trước đi học đi. Bác đang cho em uống sữa này này. Đây, sữa của em đây nhé. Sách bút đấy chưa? Rồi. Đây, bác cho 10.000 đi mua cái gì ăn sáng nhá. Rồi, cảm ơn bác Du. Anh chào em đi học nhá. Em ở nhà ngoan nhá. Úi, trời ơi kìa. Trời ơi. Đấy, anh Mạnh đi học rồi. Mày lớn đi với anh Mạnh đi học nha. Dạ vâng, tôi đã đi học. Thế nào, xem nào, anh Mạnh đi đến đâu à? Mình cũng đi nhà trẻ thôi nha. Ê, vào. Thay quần áo là đi nhà trẻ luôn. Phải đi với cô giáo nhá. Về bố mới được làm nhà nhá. Ngồi xuống. Rồi, không đi cái đấy đâu. Nào, lên lưng nào. Lên lưng đi trẻ nhá. Mình đi thôi nhỉ. Anh phải đi, mình cũng đi. Mình cũng đi học thôi nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhục lắm rồi. Dạ. Ai bảo khác nhau với ta làm gì? Vợ không nên vợ quấy như con đế là mấy gì vậy? Cũng thành nhà mới đón em nào thì mời anh em với nhá. Ừ thôi, kiểu gì đã mời bác gần nhà là xóm láng giềng. Rõ không chả sao. Đặt cái máy. Cái máy ta vào. Bắn ông gà.
đi chặt lá về là lợp.
năm nay hết rồi. Thank you.
nha. Chữa nha, chữa nha. Rồi, xuống nha, xuống chữa nha. Ui. Nóng. Nóng. Đây, chữa khỏe em này. Chữa em này nhá. Đói. Anh mày ơi, đón em với nha. Nóng. Anh mày ơi, đón em ơi. Đây, đỡ cái đi nha. Đây, bắt cái đi chứa này, bắt được không? Đấy. Nha. Anh mày đỡ em nào. Rồi, anh mạnh cầm thang rồi nè. Đã xuống đến đây rồi.